Hello, xin chào các bạn, xin mời các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ ạ. Lời đầu tiên, Thành xin gửi tới các bạn một buổi tối an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Hôm nay Thành đang có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ thuộc quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay công ty em quay sẽ tổ chức một sự kiện rất là quan trọng các bạn ạ. Một cái sự kiện là vinh danh Diamond em quay Việt Nam với thông điệp là tin tưởng kỳ tích chạm đến thành công. Với một thông điệp này là gửi tới tất cả toàn thể các nhà phân phối về quay Việt Nam, hãy cố gắng tin tưởng và thành công trong sự nghiệp của mình trong chương trình em quay các bạn ạ. Hôm nay Thành cố gắng là gửi tới tất cả bạn những hình ảnh chất lượng nhất, những cái thông điệp tuyệt vời nhất về cái sự kiện là vinh danh em quay này các bạn nhé. Trên sân nhà thi đấu hôm nay là hầu như là không còn một chỗ trống các bạn ạ. Với số lượng như Thành được biết ngày hôm nay là gần 10.000 người trên sân này, rất là ngột ngạt nhưng mà rất là tuyệt vời các bạn, rất là vui. Xin mời các bạn sẽ theo dõi tiếp kênh của Thành sẽ quay một số những hình ảnh chi tiết để gửi tới tất cả quý vị và các bạn trong buổi lễ vinh danh ngày hôm nay. Xin mời các bạn ạ. Cũng như rằng là mình Thúy Hà, cũng như rằng là An Hà, đó là hai lãnh đạo mà trường rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì sao? Ngưỡng mộ từ cái quan điểm về lãnh đạo, quan điểm về lãnh đạo cũng như rằng là về tính cách lãnh đạo của hai cặp kim cương mới này. Đối với Tiến Trang, xuất phát điểm trong ngành truyền thống cũng rất vất vả và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khi gặp cơ hội kinh doanh của Amway, nhận được cái tầng của Amway, cái giá trị của Amway, anh chị Tiến Trang đã vô cùng nỗ lực vượt qua rất nhiều thách thức, rất nhiều khó khăn. Cái quan điểm về lãnh đạo của Tiến Trang vô cùng tuyệt vời, đó là hai điều bất hạnh mà một người chúng ta có cuộc đời phải, đó là gì? Nếu chúng ta bất hạnh là không thấy được tương lai nhưng vẫn phải nỗ lực, nhưng thấy được tương lai mình không ứng mà mình vẫn phải nỗ lực, đó là cái bất hạnh thứ hai. Đó là một cái điều mà tính cách đặc tính của một lãnh đạo vô cùng tuyệt vời của anh chị Tiến Trang là gì? Đó là sự kiên trì và lan tỏa cái tâm để kết nối người, giúp người, cũng như rằng là lan tỏa được lòng biết ơn, và từ đó đã tạo nên sự thành công của ngày hôm nay. Một tràng pháo tay lớn nữa để công nhận sự thành công của hai anh chị Tiến Trang vừa kinh doanh với chúng ta ngày hôm nay. Tú và Đại Phú Quốc được bảo trợ bởi Founder Platinum, Vũ Hành Tâm và Nguyễn Vũ Hồng Mai. Xin cảm ơn anh chị nhà phân phối đã nhận được Thu Minh. Và đôi đàn anh thứ hai đó là Bình Thị Quý An và Bùi Tấn Hà. Xuất phát điểm từ Vĩnh Long là một nhà phân phối trong ngành kinh doanh truyền thống cho những ngành hàng tiêu dùng vô cùng nổi tiếng và thành công. Nhưng tình cờ biết được kinh doanh của Amway và nhận thấy được giá trị của Amway, nhưng đến một cơ hội như ngày hôm nay thì hai anh chị đã thấy được rất nhiều người thành công trong môi trường kinh doanh này. Với ý chí, nhiều ước mơ, sự khao khát thành công của hai anh chị không ngừng học hỏi, thay đổi bản thân và quan niệm lãnh đạo vô cùng xuất sắc, cũng như là cái gì? Phát triển bản thân cũng như dẫn dắt đồng đội và dẫn đến thành công trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc mừng hai anh chị Thúy An, Tấn Hà đã trở thành đại diện mới ngày hôm nay. Chắc chắn hai câu chuyện của hai đại diện mới của chúng ta sẽ là bài học quý giá, là động lực cho tất cả chúng ta để tiến bộ hơn ngày hôm qua, để học hỏi, để phát triển bản thân, để thành công và đạt được mình. Và hy vọng ngày hôm nay các anh chị sẽ học được rất nhiều từ hai viên kim cương mới của chúng ta,
và lần cuối chương xin chúc cho tất cả các chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin được kính mừng là mời lên sân khấu Silver Producer Nguyễn Thị Dạ Khoa. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Silver Producer Lê Thị Ngọc Lan. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Silver Producer Lê Thị Trang. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Silver Producer Nguyễn Thanh Thiên. Và cuối cùng, xin chúc mừng và mời lên sân khấu Silver Producer Võ Chí Nguyễn. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Platinum Lê Thị Mỹ Quỳnh được bảo trợ bởi Hero.
mừng và mời lên sân khấu Founder Platinum Đỗ Văn Thuận, được bảo trợ bởi Diamond Nguyễn Thị Thanh Hoa và Nguyễn Văn Chính. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Founder Platinum Cao Thành Trần, được bảo trợ bởi Founder Platinum Võ Trọng Nghĩa. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Founder Platinum Đào Thị Huỳnh Lan và Trần Quân Duy, được bảo trợ bởi Founder Supply Vũ Xuân Hoàng và Lê Thị Thủy Tiên. Lần cuối cùng xin chúc mừng mời lên sân khấu Founder Platinum Trần Thị Nghe, được bảo trợ bởi Diamond Phần Thị Thiên và Bùi Tấn Hà. Và chúng ta hãy cùng chung một tấm hình luôn nhé. Một lần nữa xin chúc mừng những thành công của các anh chị nhà phân phối đại diện hiệp Founder Platinum ạ. Vâng, và xin phép chương trình chúng ta sẽ đến với danh hiệu Founder Supply. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu Founder Supply Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Hoàng Nam, được bảo trợ bởi Founder Platinum Nguyễn Thanh Trúc và Trần Thị Khả Tú. Chúng ta hãy cùng chụp một tấm hình lưu niệm và trong các phòng ơn, chúng ta hãy nhận những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho danh hiệu Founder Supply của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin chúc mừng. Và một lần nữa xin chúc mừng chị Hằng Linh và xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Huy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần vinh danh danh hiệu Hydro. Cho biết anh là xin gửi đến anh Quỳnh Thiên Triều cùng ban giám đốc công ty em
mời cùng với tất cả các vị lãnh đạo ngồi hai hàng ghế đầu tiên, cùng với dòng 10.000 anh chị có mặt cho buổi tối ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất ạ. Wow, tất cả các chị ơi, tối ngày hôm nay đó là một cái cảm giác rất là hạnh phúc và đang rất là hồi hộp và rất là nhiều cái cảm giác xây bản thức cho con người của mình các chị. Rất vui, rất hạnh phúc, rất hồi hộp. Không biết tất cả các chị cảm giác như thế nào? Cả nhà của mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vâng ạ, trong một không khí rất là sôi động, rất là náo nhiệt các bạn ạ. Vâng ạ, chương trình lễ vinh danh nhận em quay ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, nhà xin phép được tạm dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người đã theo dõi video của Thành. Xin hẹn được gặp lại một video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các bạn ạ. Vâng ạ, hẹn gặp lại.